Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ là đi tìm lại những que kẹo kem Michelin. Những que kẹo kem Michelin của chúng ta đang bị mất tích trong những đống đồ chơi này nè. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp sửa chữa lại những chiếc xe này, sau đó tìm những que kẹo kem Michelin nha các bạn. Ở đây mình thấy có một que kẹo kem Michelin nè các bạn. Đây là que kẹo kem Michelin nè. Nhưng mà chúng ta phải lắp ráp sửa chữa lại cái chiếc xe chậu bê tông này. Nhưng mà mình không biết sửa chữa xe, bây giờ phải làm sao đây các bạn? Các bạn ơi, mình có một người bạn. Đây là người bạn của mình nè các bạn. Đây là người bạn Pikachu. Bây giờ mình sẽ nhờ người bạn Pikachu này của mình lắp ráp sửa chữa lại những chiếc xe này nha các bạn. Rồi, Pikachu ơi, giúp mình đi nào. Qua đây. Nè, bây giờ bạn hãy sửa chữa giúp mình cái chiếc xe trộn bê tông này nha. Rồi, bây giờ bạn lấy cái đồ trộn bê tông. Không phải bạn ơi. Bạn hãy dùng cái đồ trộn bê tông đó. Đúng rồi. Đó, bạn lắp vô đi nha. Đó, bạn phải lắp cái chỗ đó, đúng rồi. Rồi, gắn vô, từ từ hả bạn. Rồi, đó, đúng rồi. Rồi, ok. Như vậy á, là bạn Pikachu đã sửa chữa xong được cái chiếc xe chậu bê tông này các bạn. Wow, rất là hay luôn. Chúng ta có thể lấy được cái que kẹo Michelin này rồi. Lấy cái que kẹo Michelin này, gắn vô đây nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm những que kẹo Michelin tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ sửa chữa xe nào đây? Các bạn ơi, ở đây nè, ở đây có một chiếc xe này. Ồ, chiếc xe này có que kẹo Michelin không bạn? Ồ, không có các bạn ơi. Nhưng mà đây là xe gì đây các bạn? Đây hình như là xe ben hốt các bạn. Bây giờ mình kiếm cái thùng ben coi. Ồ, nè các bạn ơi, đây thùng ben. Ồ, các bạn ơi, cái thùng ben này có gì nè? Ôi, mình tìm được một que kẹo kem Michelin ơi các bạn ơi. Rồi, đưa cho mình biết cái chú ơi. Đây, rồi, bạn hãy sửa chữa lại chiếc xe đi. Rồi, lấy những cái bánh xe ra. Sau đó, bạn hãy lắp cái thùng ben vô lại nha. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã sửa chữa xong xe ben rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy que kẹo kem Michelin này, mình sẽ gắn vô đây nha các bạn. Rồi, gắn vô chỗ này nè. Ok. Rồi, chúng ta còn thiếu rất là nhiều que kẹo kem Michelin luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ sửa chữa xe nào đây? Các bạn ơi, nè, mình thấy này nè. Có một que kẹo kem Michelin. Đưa cho mình bạn. Ok, cảm ơn bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô đây. Rồi, gắn vô đây nè các bạn. Xong rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải sửa chữa cái chiếc xe chậu bê tông. Đúng rồi, đó, cái đồ bê tông đó. Đúng rồi, gắn vô bạn. Rồi, chưa được các bạn ơi, còn thiếu bánh xe. Bánh xe nè. Còn thiếu thêm một cái bánh xe nữa. Kiếm. À, phải không? Đúng rồi. Bạn Pikachu rất là thông minh luôn các bạn ơi. Bạn đó biết được cái bánh xe nào luôn á. Rồi, gắn vô bạn, nhanh lên. Ok, rồi xong rồi. Wow, như vậy là bạn đó đã sửa chữa xong được một cái chiếc xe chậu bê tông rồi. Cảm ơn bạn nha. Tiếp tục. Qua đây với mình. Ô, các bạn ơi, mình thấy cái hộp gì nè. Ô, các bạn ơi, nè, cái hộp này. Wow, có rất nhiều bánh xe luôn. Ôi, các bạn ơi, ở đây có gì nè các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có nguyên cái hàm răng. Ô, toothbrush candy. Các bạn ơi, đây là kẹo bàn chải đánh răng đó các bạn. Wow, có rất là nhiều kẹo bàn chải đánh răng luôn nè. Bây giờ mình sẽ cảm ơn bạn Pikachu. Nãy giờ bạn đó đã giúp mình sửa chữa những chiếc xe. Nè, bạn. Đó, bạn ăn thử một cây này coi, ngon không? Rất là thơm luôn đó nha. Wow, gỡ ra. Này, đó, nè, bạn gỡ chỗ này ra nè. Đó, bạn gỡ chỗ này ra nha. Đó, bạn gỡ cái bịch chi lông đó ra. Rồi, gỡ nhanh lên. Rồi, gỡ được chưa? Rồi, bạn bỏ cái nắp xuống đi, Rồi, bây giờ bạn dặn chỗ này nè. Đó, bạn dặn chỗ này nè. Đó, bạn vặn đi. Dặn mạnh lên thì kem sẽ ra. Đó, hót nè, kem nè. Có kem rồi nè. Có kem rồi đó. Đó. Rồi, có kẹo kem rồi đó. Rồi, bây giờ bạn đánh răng đi. Wow, kẹo kem rất là ngon luôn đúng không? Chua ngọt ngọt. Wow, bạn Pikachu, bạn đó rất là thích cái kẹo kem này các bạn ơi. Bạn đó rất là ngon. Rồi. Thôi bạn ơi, bây giờ bạn cắt cái kẹo đi. Bạn cắt cái kẹo đi. Rồi bây giờ mình sẽ sửa xe tiếp nha. Chút nữa bạn hãy ăn tiếp nha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau sửa chiếc xe nào các bạn. Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe rác nè các bạn. Để mình coi chiếc xe rác có bị hư không nha. Để mình đưa cho Pikachu kiểm tra coi. Pikachu ơi, kiểm tra coi chiếc xe rác có bị hư không. Không bị hư các bạn ơi. Bạn ơi, mở ra kiểm tra thấy gì trong này. Bạn ơi, ở trong này có cái gì kìa. Có một que kem Michelin nữa các bạn ơi. Thôi, đưa đây cho mình. Cảm ơn bạn nha. Bạn cất chiếc xe rác đó đi. Thôi, như vậy là mình tìm thêm được một que kem Michelin nữa nè các bạn. Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ các bạn ơi. Rồi, tiếp theo nào bạn. Tiếp theo, qua đây. Đi qua đây. Đúng rồi. Bạn có muốn chơi đồ chơi mới các bạn ơi. Rồi, đâu, đây là đồ chơi mới ra chơi đi bạn. Wow, các bạn ơi. Đây là xe gì đây? Bạn ơi, xe này xịn lắm nha. Các bạn ơi, rớt cái gì ra kìa. Đâu, đưa mình coi. Để mình coi.
Wow các bạn ơi, đây là một que kẹo kem Michelin nữa nè. Nè, bạn cắt vô trong cái dĩ đi. Đó, đúng rồi. Đó, bạn cắt vô trong đó đi. Ok, rồi, bây giờ lấy xe ra chơi thôi bạn. Wow, xe này hay quá các bạn ơi. Nè, ô hình đi đây chiếc xe Jeep các bạn ơi. Nè, ở xe Jeep kéo theo một cái chiếc tàu cano. Wow, tàu cano lướt sóng rất hay luôn nha các bạn. Rồi. Ui, có cái gì đây? À, cái này động cơ nè các bạn. Có cái chân vịt nữa nè các bạn. Wow, rất đẹp luôn các bạn ơi. Wow, rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem chiếc xe nha. Ồ, chiếc xe này có thể mở cửa được luôn. Hay vậy. Ồ, ở trên này có nút bấm nè. Đây nè, cái nút bấm nè. Chiếc xe này nhấn một cái là có tiếng giấy kêu, có đèn chớp chớp. Ồ. Ồ. Cái tiếng này là tiếng con ếch kêu các bạn ơi. Con ếch nó nhảy. Rồi, được rồi. Để hai cái chiếc xe này đây đi. Rồi, tiếp tục. À, ở đây nè. Đây là bị cái chung. Ồ đúng rồi. Đó, có chiếc xe đó cần sửa chữa đó. Ô, cái này gì đây? Ôi, bác tài xế đang giữ theo một cái kẹo kem Michelin. Wow, hay quá ha. Đưa cho mình. Ồ, rồi, chờ mình tí nha. Thì bây giờ mình sẽ lắp vô đây. Đó, mình gắn vô đây nha. Rồi. Ok, xong rồi. Rồi, bây giờ hãy sửa chiếc xe đi. Ồ, chiếc xe đó đang còn thiếu gì hả bạn biết cái chung? Ồ, bên này nè. Đây. Đây cái đồ múc cát nè. Ồ phải cái này không? Ồ cái này hả? Ờ đúng rồi. Cái này nè. Đúng rồi, lấy cái này lắp vô. Lắp vô nào. Nhanh lên nào bạn. Ồ ok. Rồi xong rồi. Ồ đâu bạn múc cát thử coi được không? Ồ múc cát thử coi. Ồ hay nha các bạn. Wow, rất hay luôn. Rồi ok, để đó đi. Rồi tiếp theo. Ồ ở đây có một cái chiếc xe rác siêu to siêu bự luôn các bạn ơi. Pikachu ơi, khám phá chiếc xe rác này đi Pikachu. Wow, xe rác này to quá các bạn. Rất là to luôn nha. Wow, đẹp quá. Ok, được rồi. Ồ, Pikachu lắc nghe ở trong đó có cái gì đó các bạn. Hình như là rác. Đâu, mình mở thử coi. Ồ, các bạn ơi. Ui, không phải rác các bạn ơi. Hình như là candy. Wow, kẹo các bạn ơi. Ồ, có cái thùng rác đó nè. Ồ, cái thùng rác này sử dụng sao ta? À, đúng rồi. Rồi, nhấn cái nút này nè. Rồi, gài cái thùng rác vô nha. Hay được rồi. Rồi, đó, bây giờ sẽ bỏ rác vô. Rồi, nâng khung rác lên. Đó. Hay nha. Wow, đổ rác vô được luôn. Hay chưa nè các bạn ơi. Wow, hay. Pikachu ơi, như đây là cái candy gì nè. Wow, nhìn ngon quá Pikachu ơi. Kìa, còn cái nè. Wow, đây là kẹo chocolate chống chống. Oh, Pikachu đang chơi chống chống các bạn ơi. Còn đây là cái gì đây? Oh, đây là kẹo môi. Kẹo môi rất là ngon luôn. Rồi chiếc xe này có thể sử dụng sao đúng không các bạn? Bén được luôn các bạn ơi. Ui, chiếc xe này sử dụng rất hay luôn nha. Có thể bén rác được luôn nè. Wow, hay quá. Rồi, dẫn xuống. Có cái nút này không biết là nút gì các bạn. Đâu bấm thử coi. Ui, hay quá các bạn ơi. Wow, đây là âm thanh của chiếc xe khi hoạt động phải không các bạn? Rồi, còn cái nút nào nữa không? Đây là cái âm thanh chiếc xe chúng ta khi hoạt động đó các bạn. Rất là hay luôn ha. Rồi, Pikachu ơi, những cái viên kẹo đó chắc là ăn không được đâu. Tại vì đã bỏ trong chiếc xe rác rất là dơ. Đừng ăn Pikachu, mình bỏ trong thùng rác lại đi. Đó, đúng rồi, bỏ thùng rác lại. Rồi, ok, để chiếc xe rác đó đi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm những que kẹo kem Michelin nha. Rồi, đằng này có chiếc xe rác nè. Hình như trong thùng rác kìa Pikachu. Một cái kẹo kem Michelin nữa phải không? Đâu, đưa cho mình. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ để đây nha. Wow, chúng ta cần phải tìm lại những viên kẹo kem Michelin. Đó, hay chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta hãy sửa chữa chiếc xe rác đó đi. Xe rác đang còn thiếu cái gì vậy hả Pikachu? À, còn thiếu bánh xe. Ok, đi tìm bánh xe đi nào. Đâu. Ở đây có rất nhiều bánh xe luôn. Rồi, lấy hai cái bánh xe đi nào. Ok, rồi, lắp vô đi nào Pikachu ơi. Đúng rồi, lắp bánh ở phía trước vô. Từ từ thôi nha, coi chừng hư chiếc xe rác đó. Rồi, ok, thêm một bánh xe nữa nào. Ok, xong rồi, Pikachu của chúng ta làm việc rất là hay luôn các bạn ơi. Bạn đã sửa chữa xe rất là nhanh luôn. Ok, tiếp tục nào Pikachu ơi. Ở phía trước chiếc xe rác là có một chiếc xe gì vậy? Hình như là một chiếc xe chở xăng. Đúng rồi, lấy xem thử nào. Hình như đây là chiếc xe chở xăng đúng không? Cái gì vậy?
Có một ve kẹo kem Michelin. Đâu, đưa cho mình xem coi nào. Wow, rất là hay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào trong này. Ok, xe đó đang còn thiếu cái gì vậy hả, Pikachu? Thiếu bánh xe, ok, lắp vô đi nào. Rồi, bây giờ kiếm thêm một cái bánh xe nữa nha. Đây, 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 đây. Lấy bên này, đúng rồi. Đó, lắp vào nào. Đây là một chiếc xe chở xăng màu vàng, có cabin màu cam rất là đẹp luôn. Wow, ok. Rồi, 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 rồi. Tiếp theo, ở đây. Ô, thôi, từ từ đi, chút nữa mình sẽ khám phá cái hộp đó ha. Bây giờ chúng ta cần phải tìm những que kẹo kem xong chúng ta mới được cái phần thưởng đó. Đây nè, bạn Bully. Ô, bạn Bully, mình thấy có cái que kẹo gì nè. Đúng rồi, đây là một que kẹo kem Michelin nè, đưa cho mình đi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ vô trong này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ bạn Bully sửa chữa lại đi nào. Bạn đó đang bị súc bánh xe đó. Đúng rồi, gắn vô. Ok, bạn đó còn thiếu một bánh xe nữa. Đây, đúng rồi, lắp vô. Rồi, ok, xong rồi. Thôi, Pikachu ơi, mình thấy ở đằng này có cái gì mới rớt nè. Nè nè nè, đây nè. Nè 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 nè, bạn coi coi. Đó đó đó. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó là một que kẹo kem Michelin đó, đưa cho mình đi. Wow, que kẹo kem Michelin màu đỏ hả các bạn? Rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ để đây nha. Ok, rồi, tiếp tục nào. Sửa chữa chiếc xe đó đi bạn. Đúng rồi, sửa chữa đi. Đó là xe gì vậy? Đâu 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 đâu, đúng rồi, đây là xe cần cẩu. Lắp cái cần cẩu vô đó, đúng rồi. Bạn Pikachu rất là thông minh luôn, bạn đó sửa chữa xe rất là hay luôn. Rồi, ok, hay quá. Rồi, ok, cảm ơn bạn nha. Bây giờ, ô, nè 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 Pikachu, nè nè nè, đây có cái thùng gì nè. Đúng rồi, đúng rồi. Có gì trong đó vậy? Có gì trong đó vậy? Bạn kiểm tra coi. Từ từ thôi bạn. Có cái gì vậy? Một que kẹo kem Michelin. Đâu, đưa cho mình. Wow. Bây giờ mình sẽ gắn vô trong này. Rồi, ok. Nhưng mà Pikachu ơi, bây giờ chúng ta cần phải sửa chữa lại cái đồ trộn bê tông. Đúng rồi, lắp lại đi nào. Gắn vô. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm xe trộn bê tông để mà sửa chữa nha. Rồi, xong rồi, đi tìm xe trộn bê tông đi bạn. Xe trộn bê tông đâu? Kê 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 bên kia kìa, mình thấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó đó, đi qua lắp ráp sửa chữa đây nào. Ở trong này có cái gì vậy? Một que kẹo kem Michelin nữa, đưa cho mình đi nào. Như vậy là chúng ta đã tìm được thêm một que kẹo kem Michelin, còn một que kẹo kem Michelin nữa thôi các bạn ơi. Rồi, lắp lại đi bạn. Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ôi các bạn ơi, mình nghe có cái âm thanh gì đó. Từ từ bạn, từ từ, chờ mình. Chờ mình, để mình xem coi có cái âm thanh gì vậy. Ôi, các bạn ơi. Ồ, hai bạn chó đang đùa giỡn với nhau. Xin chào hai bạn chó nha. Hai bạn chó đang giỡn với nhau đó các bạn. Rất là vui luôn đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục nào. Sửa chữa xe đi bạn. Đúng rồi. Xe còn thiếu cái gì? Bánh xe, bánh xe, bánh xe. Ồ, còn một bánh nữa kìa bạn. Kìa 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 kìa. Đó đó. Đúng rồi. Lắp ráp vô đi bạn. Wow, đây là xe chở bê tông nha. Ok, tiếp tục nào. Gắn bánh vô. Rồi, xong rồi. Cởi bên là chiếc xe gì vậy ta? Đúng rồi, đây là xe cứu hỏa chữa cháy đó. Cái gì, cái gì, cái gì? Bạn nói ở trong này có cái gì hả? Lâu lấy ra đi bạn, lấy ra, lấy ra. Wow, đâu, đưa cho mình coi nào. Wow, các bạn ơi, đây là một que kẹo kem Michelin. Bây giờ để mình cất vô nha. Rồi các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tìm thấy hết những que kẹo kem Michelin rồi nè, rất là hay luôn đúng không? Nhưng mà xe cứu hỏa đang bị hư. Sửa chữa xe cứu hỏa đi bạn. Nè nè, bánh xe đây nè, nè nè, đó, đúng rồi, ok, lắp vào đi nào. Lắp vào rồi, tiếp tục nào. Rồi, nhanh lên nào, như vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ biết cái chú ơi, chúng ta hãy cùng nhau khám phá cái hộp đó đi nào. Mở ra xem nào. Wow, một chiến binh robot. Siêu to siêu bự luôn. Wow, ôi các bạn ơi, có cả kẹo nữa hay gì kìa. Có cả kẹo kìa. Wow, kẹo này ngon quá à biết cái chú ơi. Nhưng mà kẹo đã bị rớt xuống đất rồi, không thể ăn được đâu, phải về nhà rửa rồi mình mới ăn được nha. Chúng ta hãy giải cứu bạn robot ra đi nào. Đây là bạn robot của chúng ta nè.
Đó, gỡ mà nó ra. Wow, chiến binh robot rất là đẹp luôn. Pikachu ơi, hôm nay mình sẽ tặng cho bạn bạn robot đó luôn đó. Bạn đem về nhà chơi đi nha. Bạn robot đó siêu đẹp luôn đó nha. Rồi, các bạn ơi, hôm nay nhờ sự giúp sức của bạn Pikachu, chúng ta đã sửa chữa lại được những chiếc xe công trình và kiếm được những que kẹo kem Dichilin. Ồ, đây là những que kẹo kem Dichilin rất là ngon luôn nha các bạn. Nhưng bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về rồi. Bye bye, chào tạm biệt bạn Pikachu nha. Chào tạm biệt các bạn luôn nha. Yeah.